Em ơi, coi đồ anh của anh ngày mai. Ở đây tao đã xóa lời nhầm ở đâu, không ai thấy được ngay cả người đi ngang đào một cái hố ở bên trong đó và đã đặt ngay cả cái xóa lời vào bên trong và người ta xây cái tháp đặt lên. Chỉ chờ khi nó động đất và nó vỡ ra thì mình mới tìm thấy thôi. Còn không thì đấy chỉ như vậy. Và ban đầu thì chỉ là cao 20 mét thôi và bây giờ hiện tại là 98 mét. Trên đỉnh đó 98 mét rồi.